À, anh có nhớ là tụi mình hẹn gặp nhau để bàn chuyện gì hay không? À, sẵn bữa nay có mạ, có anh Cẩn và có gia đình mình, con muốn hỏi ý kiến mạ một chuyện. Con nói chuyện chi? Dạ, con với anh Cẩn muốn tính chuyện đám cưới của Kinh Long với lại anh Thơ trong năm nay. Mà thấy sao? Đúng rồi. Mẹ thấy á, hai đứa đó quen nhau đã lâu lắm rồi. Dạ. Mà hai gia đình á thì rất là thân thiết. Dạ. Với nhau. Mẹ không cấm cản chi hết á. Miệng răng hai đứa thương nhau rửa là được rồi, đúng chưa? Dạ. Kinh Long, con thấy sao? Anh Long. Ừ? Ba anh đang hỏi anh về kế hoạch đám cưới của tụi mình kìa. Dạ. Dạ thưa ba, con chưa tính tới chuyện đó. Ừ, anh nói vậy là sao vậy? Xin lỗi cả nhà, con nghe điện thoại cái. Anh Long. Anh Long. Mẹ có cần gì nữa không mà? Thôi, cảm ơn con. Dạ, con xin phép. Anh Thơ, cái thằng này á, nó không biết con gái gì trơn á. Bây giờ á, con đẹp vậy, ngon lành vậy, dụ nó đi. Đó, nếu như mà con hiểu là gạo đã nấu thành cơm rồi, coi như mình cưới luôn, đúng không? Ok. Dụ nó đi. Dạ sao? Cô là người lớn mà cô dạy con cháu như vậy sao? Em dạy kia mà. Chuyện hôn nhân của tụi nhỏ thì để cho tụi nhỏ tự nguyện đến với nhau. Cô bà như vậy chẳng khác nào cô dạy đường cho hưu chạy. Ừ, răng mà nội chỉ lạ rửa hè. Mình phải bày vẽ đường cho con hôn chạy. Hắn miệt đường hắn chạy vô rừng. Gặp con cọp nó hiệp con khô làm rắn. Trời. Tôi lộn lộn cái chí à. Tôi nói ra là rắn là con cọp hắn hiệp con cọp. Con hư, anh hiểu con hư. Chứ con cọp mà anh hiểu con hư thì anh đẻ ra con chí. Tôi nói lộn rồi, thôi mọi người ăn đi. Thôi mời mọi người ăn.